Đây, rồi, em chạy vô đây nha, em đây không em tôm đúng không? Em chạy, cho em con tôm này, hai Anh cứ con. đổ đi, tí em đổ tôm qua anh, đỡ lâu. Chỉ mì ý cao cấp luôn nha. Cái này là chỉ có là bếp ra nấu thôi nha. Ngon chưa? Ăn sâu tập có 1.500 calo chứ mấy. Hình như ít nhân quá. Cá hồi rồi xong chảo rồi cái sốt đặt vừa đủ ha, ngon không? Rồi em tương ớt không? Tương ớt tí nêm sao? Anh cứ đổ của anh đi. Một này lên án này cho nó mau tăng cơ khỏi lo mỡ. À, bảo cái muỗng nó để ăn chứ. Muỗng này ăn hả? Thôi lấy muỗng khác không đi. Oregano đâu rồi? Thôi ha. Ừ. Lỗ rồi. Sắp thôi.